Hello em. À, hôm nay anh có cái câu hỏi khá là hay là vậy. À, anh coi trên mạng ấy, là có câu là nước chảy ra mòn, nhưng mà cho anh hỏi ở đây là nó là hiện tượng vật lý hay là hiện tượng hóa học anh? À, nước chảy ra mòn là vật lý hay hóa học hả? Xét về lên chuyên môn vật lý của em á, em thấy thì nước chảy ra mòn là nó do tác dụng của lực đẩy của nước và lực ma sát giữa nước và đá. Vì vậy nên lâu ngày á anh thì nước nó sẽ làm hao mòn đá đi. Nhưng mà đó là đối với những cái loại đá có độ cứng không quá cao thôi, còn những loại đá mà có độ cứng rất là cứng đó thì không biết công viên nghĩ sao nhỉ? Nếu mà độ cứng mà cao hơn đó, thì chắc là cái hiện tượng hóa học rồi. Thì trong đá thành phần chính của nó thường sẽ là xe CO2, mà trong không khí lại có khí CO2. Khi mà nước chảy qua nó sẽ hòa tan cái khí CO2 thì nó sẽ biến thành axit H2SO3. Cái axit này có thể tác dụng với lại CO2 trong đá biến thành muối là CaH2SO3. Thì theo nguyên lý chuyển dịch cân bằng của phản ứng thuận nghịch đó thì chuyển dịch nó sẽ chuyển qua phía bên phải khiến cho đá sẽ bị mòn dần đi theo thời gian. Phải vừa vật lý vừa hóa học luôn. Vậy thì coi thì hãy đến với skincare nhé.